Giới tiên tri tiết lộ, tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023, sẽ đón nhận phúc khí ngút trời, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc viên mãn, tiền tiêu ba đời không hết. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Đinh Mùi đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, trời sinh mọi người mọi số mệnh, có người vừa mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng, ăn bát ngọc, sống trong nhung lụa, giàu sang, quyền quý, kẻ hầu, người hạ, không thiếu thứ gì. Nhưng cũng có những người sống trong hoàn cảnh yếu lia, đắm chìm trong khổ cực, lo cơm ăn từng bữa, áo mặc từng manh, nhưng dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ, tiền bạc thiếu thốn, sống trong cảnh nợ nần, cuộc sống buôn chiên, đủ mùi đau khổ, gian truân. Tuy nhiên, sau khi luận giải lá số tử vi 6 tháng cuối năm âm lịch của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng ai khổ thì khổ, riêng tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, may mắn được thần Phật che chở, tránh được tai ương làm đau tháng đó, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về túi, đổi đời giàu sang phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm được vận may đến với mình, thì xin mời quý cô bác tuổi Đinh Mùi cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, năm 2023, chủ về cục diện thiên khắc địa hợp. Cung mệnh của bản mệnh có đinh hòa tương khắc quý thủy, tạo nên quan hệ thiên ấn khắc thiên tài. Địa chi mão mộc và mùi thổ thì tạo nên bán hợp mộc cục. Đây là mối tương quan tương đối bình an cho vận trình của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Đối với bản mệnh tuổi Đinh Mùi, thì năm Quý Mão 2023 chủ về những khuôn khổ hợp tác làm ăn, nhất là những việc làm tương quan đến chính quyền sở tại. Bạn nên hợp tác và sát cánh cùng chỉ huy để mang về thời cơ biến hóa vận trình thuận lợi cho mình. Bạn nên nhớ là sự di chuyển trong việc làm sẽ mang về thời cơ có thu nhập phù khá tốt. Ngoài ra, nếu bạn làm những việc tương quan tới ngũ hành mộc, cây cối, khu vui chơi giải trí công viên thì sẽ rất thành công và xuất sắc. Trong làm ăn và quan hệ bạn hữu thì nên tránh một số ít bạn hữu bạn bè không đáng tin cậy. Khi tiếp xúc bên ngoài thì không được gây gổ đánh nhau, tránh hỏa huyết quang tiềm tàng. Khoảng thời gian này đối với người tuổi Đinh Mùi có thể gặp những khó khăn nhất định, nhưng trước nghịch sau thận, càng về 6 tháng cuối năm 2023 thì mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn. Đối với người tuổi này, những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Chỉ khi có sự nỗ lực phát huy được thế mạnh của bản thân, họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Có thể nói vận mệnh xoay chuyển được hay không là do chính tay họ tự quyết định. Với những người bản lĩnh, ý chí và luôn phấn đấu, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, cộng thêm sự tương trợ từ Thái Dương Cát Tinh. Trong thời gian sắp tới, người tuổi Đinh Mùi sẽ nhanh chóng được cải thiện mọi mặt, vượt qua khó khăn để mở đường cho sự nghiệp phát triển hanh thông, thuận lợi. Khi có cơ hội, thay vì chùn bước ngại ngần, họ nên dành thời gian này để học hỏi nhiều điều, sau đó dần cải thiện chất lượng công việc của mình. Trên phương diện tài lộc, người tuổi này không nên vội vàng, thời kỳ chuyển vận sẽ đến, nhưng không đến trong chớp mắt mà cần từ từ theo thời gian. Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh, có những thứ từ từ nắm chặt trong tay mới là bền chắc nhất. Bản mệnh nên tận dụng tốt nguồn thu nhập từ công việc chính, phát triển và gia tăng thêm, đừng tham lam ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng. Đồng thời cũng lưu ý cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của, kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Cụ thể tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Đinh Mùi 1967 trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau. Tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 7 âm lịch 2023. Tử vi tháng 7 năm 2023 của tuổi Đinh Mùi âm lịch, Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy, vấn đề tinh thần đang quyết định rất nhiều tới cuộc sống của người tuổi Đinh Mùi trong tháng 7 âm lịch này. Nếu bạn yếu đuối, chán nản thì sa sút rất nhanh. Thế nhưng nếu bạn biết bình tĩnh đối mặt tính toán hơn thì sẽ có được những thứ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Khi cảm thấy bản thân đang lạc lối hay mất phương hướng thì nên bình tĩnh lại, cân nhắc được, mất trước khi hành động. Khi đó bạn sẽ biết nên làm gì và nếu xảy ra trở ngại thì chúng cũng đã nằm trong vấn đề bạn lường trước rồi. Nhờ đó mà bạn có thể hạn chế được sự thất vọng,
chán trường vì hỏng việc. Bản mệnh nên lưu ý rằng, hiện một số quan điểm cũ không còn phù hợp, vì thế đã đến lúc người tuổi Đinh Mùi phải thay đổi, tìm ra một giải pháp mới mẻ cho vấn đề của bản thân, ngay từ hôm nay, là cách để bạn tránh khỏi những toan tính đau đầu sau này. Bản mệnh là người có tư tưởng cao đẹp, muốn góp sức mình để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, nhưng chưa có cơ hội đủ lớn. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện những hành động nhỏ và thiết thực trước khi muốn nghĩ tới điều gì quá lớn lao. Thái Dương cát tinh rất tốt cho nam mệnh, phù trợ cho công việc của bản mệnh sớm được cải thiện. Quý nhân của con giáp trong tuổi Đinh Mùi tháng này cũng thường trở nên tốt đẹp hơn khi được dẫn đường chỉ lối. Tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch 2023. Theo tử vi tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi này vẫn có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc nội dung công việc mới, nhưng về tổng thể bạn vẫn có thể tự dựa vào khả năng của chính mình để giải quyết và hoàn thành. Những người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản có thể đạt được những thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Về chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu phai nhạt, do bản mệnh dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý đến gia đình và người yêu. Vì thế bản mệnh cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc. Ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, nên sức khỏe của bản mệnh không được như ý, một phần là do tâm bệnh, khi bản mệnh thường lo lắng thái quá trong thời gian này. Tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2023. Chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá thái tuế, trong tháng canh tuất này, người tuổi Đinh Mùi đứng trước không ít thách thức mới mẻ. Đòi hỏi bản mệnh phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn, nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Công việc có thể gặp phải những khó khăn ở khoảng thời gian đầu tháng, hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự không được trôi chảy cho lắm, những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định. Nhưng rất may mắn tháng này Đinh Mùi có nguyệt lệnh lâm quan đới ủng hộ nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm bạn phải đối mặt, chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua. Đường tài lộc nhìn chung vẫn khá ổn định, bản mệnh duy trì được các khoản thu đều đặn của mình, nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Những ai làm ăn, kinh doanh, túc tác vẫn có lợi nhuận như cũ. Nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường để có sự điều chỉnh sao cho phù hợp. Tháng này người tuổi Đinh Mùi có cả hung vận, lẫn cát vận, nhưng riêng đường tình duyên thì rất thấm sắc nồng nàn. Sao Thái Âm giúp đào hoa nở rộ chuyện tình cảm của người tuổi này vì thế mà hứa hẹn. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Về sức khỏe, tuổi Đinh Mùi không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, nhưng cũng không nên chủ quan. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, để thể trạng được nạp đầy đủ năng lượng cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Đinh Mùi âm lịch chỉ ra rằng các vấn đề trong lĩnh vực cá nhân đều trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Nhìn chung cuộc sống của bản mệnh đã dễ thở hơn nhiều so với những tháng trước đây. Tháng mới, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển của bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh mộc dục cho thấy bản mệnh được nhiều người yêu mến vì tính cách phóng khoáng. Ai nhờ cũng vui vẻ giúp đỡ, thậm chí bạn bỏ ra không ít công sức để hỗ trợ người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, ví dụ như nghe ai đó vô tình nói điều gì không đúng về mình là bạn có thể buồn cả ngày. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện dự báo, có điều tiểu nhân quấy phá, lúc này bản mệnh cần ý thức rằng, không phải mình đối xử tốt thì người ta sẽ đáp lại điều tương tự, hãy vui vẻ giúp đỡ họ và đừng quá kỳ vọng gì nhiều. Nếu bạn biết biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, thì bạn sẽ bớt đi việc lo nghĩ nếu không thường xuyên stress sẽ gây hại sức khỏe. Vấn đề ở trong suy nghĩ của chính bạn mà thôi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 11 âm lịch 2023. Vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi tháng 11 năm 2023 âm lịch ghi nhận những cảm xúc lãng mạn trong tình yêu. Thời điểm để bày tỏ tình cảm thổ lộ tấm chân tình đã đến, hãy chủ động nắm giữ và chớ để lỡ mất cơ hội của mình. Công việc tiến triển tốt, bản mệnh không ngừng hoàn thiện chuyên môn và gây dựng uy tín tốt, làm việc các quý nhân giúp sức, không lo đơn độc khi gặp khó khăn. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, các hoạt động cầu tài đạt hiệu quả cao, tuổi Đinh Mùi có thể tiến hành đầu tư ở hạng mục mà bạn quan tâm và hiểu biết nhất,
hứa hẹn sẽ thu được kết quả bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 12 âm lịch 2023. Trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, người tuổi Đinh Mùi phải chịu nhiều tác động của hung tinh, nên vận khí giảm mạnh, nhiều mối lo toan ngổn ngang, khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén căng thẳng. Nhưng trong khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn, đúng như câu nói lửa thử vàng, gian nan thừa sức. Bị cục diện tương xung án ngữ, người tuổi này gặp khó khăn đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan nằm ở việc điềm báo có tiểu nhân quấy phá, đối thủ cạnh tranh, làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công dã tràng. Nguyên nhân chủ quan có thể do bạn còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bảo dở nửa chừng, cần thêm sự kiên định mới mong thành công. Cận kề Tết Nguyên đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng. Phương diện tài chính cũng gặp nhiều bất lợi do có đại hao hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh, bản mệnh cần phải thắt lưng, buộc bụng, tính toán thận trọng hơn mới có thể giữ tiền trong túi. Có nhiều chuyện xảy ra công việc kém suôn sẻ, do bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Trong tháng 12 năm 2023 âm lịch này, người độc thân vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và vì suy nghĩ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc, nên bạn cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí là đổ vỡ. Thêm nữa, sức khỏe dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng do vận khí sa sút, khả năng bị ngã, bị thương, do va đập cọ sát của con giáp này khá cao, đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa không mất tiền đi viện. Để gia tăng may mắn, tiếp theo đây là phong thủy cải vận cho người tuổi Đinh Mùi, 6 tháng cuối năm 2023. Về mặt phong thủy, người tuổi Đinh Mùi gặp nhiều may mắn khi nhất bạch cát tinh đi vào cung mệnh. Nhất bạch tham lang tinh là ngôi sao sinh khí, nó hướng nào sẽ mang lại may mắn cho hướng đó. Tham lang tinh đại diện cho nhân duyên, tình cảm, vận đào hoa, đồng thời nó cũng khiến vận tài lộc, nhất là nghề tay trái của chúng ta trở nên thịnh vượng hơn. Nó giúp chúng ta biết lợi dụng vận đào hoa để tăng cường nhân duyên và quý nhân tới giúp đỡ. Nhất bạch tham lang đối với nam nữ độc thân thì đại cát, nó có lợi cho các cơ hội gặp gỡ đối tượng mới, gia tăng tình cảm nam nữ. Cách hóa giải, đối với gia đình làm kinh doanh, muốn thúc đẩy các mối quan hệ xã giao để thuận đường làm ăn thì nên đặt tượng kỳ lân ở hướng Tây Nam. Nó sẽ giúp cho gia chủ tăng cường mối quan hệ xã giao và doanh số bán hàng. Người đã kết hôn muốn quan hệ vợ chồng hòa hợp hay người độc thân muốn giúp tiến chuyển cưới xin thì nên đặt một chiếc gương soi, gương có thể là gương trang trí, gương trang điểm, đều được. Cải vận tuổi Đinh Mùi, 6 tháng cuối năm 2023. Cải vận tuổi Đinh Mùi cuối năm 2023, chủ về mộc khí quá vượng làm suy yếu thổ khí trong bạn. Như vậy yếu tố may mắn cho người tuổi Đinh Mùi là ngũ hành hỏa. Ngũ hành hỏa sẽ giúp bạn tiêu hao mộc khí của Thái Tuế, chuyển biến năng lượng, tăng cường cát khí cho Mùi thổ, từ đó cân bằng vận trình cải thiện, gặp nhiều may mắn. Trong năm, bản mệnh nên ưu tiên chọn màu tím và hồng. Các bạn có thể trang trí nhà cửa, lựa chọn trang phục hàng ngày hoặc mua xe có những màu sắc này để tốt hơn cho bản mệnh. Nơi bản mệnh nên cần có nhiều ánh sáng mặt trời. Nếu được ở trong căn phòng ngập tràn ánh sáng thì vận trình của bạn cũng sẽ được cải thiện tốt hơn. Nếu các bạn muốn bổ sung ngũ hành thông qua việc trang trí nội thất thì có thể sử dụng các bức tranh vẽ mặt trời, cây vải, hoa mẫu đơn có công năng phong thủy cũng rất hữu hiệu. Bên cạnh đó, những hình ảnh logo thương hiệu có hình ngược, hổ, báo, chó, sói, hồ ly đều rất hợp với người tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch này. Cách hóa giải, đối với gia đình làm kinh doanh, buôn bán, muốn thúc đẩy các mối quan hệ xã giao để thuận lợi làm ăn thì nên đặt tượng kỳ lân ở hướng Tây Nam. Nó sẽ giúp gia chủ tăng cường quan hệ xã giao, thúc đẩy sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán thuận lợi, tài lộc như ý. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.